Bảo Yến xin chào các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Máy đã về một công motor chính hãng của toàn Pháp với các công suất từ nhỏ tới lớn, từ vòng tua chậm tới vòng tua nhanh để sử dụng được đa dạng các cái công việc của các bạn. Và trước mặt Bảo Yến đây là một động cơ được sử dụng với công suất 3.5 kW, tốc độ vòng quay chậm 1.500 vòng trên phút. Để hiểu rõ hơn về động cơ này như thế nào, hãy cùng Bảo Yến vui thùng. Với công nghệ hiện đại ngày nay thì động cơ được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực công nông nghiệp như kết hợp với đầu xịt để tạo thành máy rửa xe hay sử dụng được trong các máy băm cây, máy băm chuối, máy ép cam viên, máy xay sát gạo, máy trộn bột vân vân rất nhiều. Với cấu tạo thì được làm bằng vỏ hộp kim nhôm cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Bên hông sẽ được thiết kế một lớp quạt tản nhiệt để giúp động cơ không bị nóng trong quá trình sử dụng lâu dài. Đầu nguồn để chúng ta kết nối trực tiếp dây điện từ motor ra. Trục quay chúng ta sẽ gắn một pulley vào đây. Và bên trong động cơ sẽ được làm hoàn toàn bằng lõi đồng 100% chính hãng của toàn Pháp. Về thông số của động cơ sử dụng công suất là 3.5 kW, tương đương là 4.67 HP, điện một pha 220V và tốc độ vòng quay chậm 1.500 vòng trên phút. Và đi kèm theo động cơ sẽ luôn có một tờ sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành. Động cơ sẽ được bảo hành tới 12 tháng. Và trong quá trình sử dụng mà nếu lỗi do nhà sản xuất thì các bạn có thể được hoàn toàn đổi mới động cơ mới. Vừa rồi thì Bảo Yến đã giới thiệu chi tiết dòng máy động cơ công suất 3.5 kW. Nếu các bạn muốn sở hữu ngay thì các bạn hãy liên hệ với Bảo Yến tại số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để hiểu rõ hơn. Và bây giờ Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.